Thôi thì nhớ đăng ký kênh để biết số thẻ này sẽ dành cho ai nha các bạn. Mình sẽ chia ra giải nhất, giải nhì và giải ba. Đó. Nhớ là 200 người người đăng ký. Hi, chào bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục series mở bánh Tony. Thì khoảng 4 ngày rồi mình chưa đăng clip, 4 5 ngày gì đó. Thì mình bận một số chuyện nha các bạn. Rồi. Thì hôm nay để chuộc lỗi thì mình chắc mình mở 10 gói luôn ha. Rồi 10 gói luôn đi. À thôi, 10 gói sẽ kéo dài video lắm các bạn. Thì để mình cắt ra từng video cho nó ngắn, các bạn coi cho nó hấp dẫn ha. Rồi thì hôm nay mình sẽ mở những gói màu xanh ha. Đây, ở đây mình có 5 gói màu xanh. Có ai đợi chờ event không? Thì cũng sắp được 200 người đăng ký rồi các bạn. Thôi. Mình sẽ vô mở luôn nha các bạn. Chuẩn bị có event tặng thẻ nè. Số thẻ mình đang có đó. Đây, đây là gói buổi tối hơi nít, hơi dở xíu. À, đây là gói B4 nha. Thôi. B4. Sản xuất ngày 21 tháng 1. Đây mình lấy cái kéo. Chết rồi. Cái kéo mình bỏ dưới kia rồi. Thôi giờ mình xé tay luôn nha các bạn. Gói đầu tiên của ngày hôm nay sẽ được như đây. Mình chưa có thẻ phim Go nào nha các bạn. À đây là thẻ phim Z. Mình bỏ đây. Không có cái kéo rồi sao mình cắt cái này đây. Rồi. Hay mình mở hết một lượt rồi mình xem luôn ta. Hôm nay mình sẽ mở hết tất cả bịch ở đây, rồi mình sẽ mở một lần luôn, các bạn coi cho nó đã ha. Rồi đây, thẻ đầu tiên là thẻ Z Z. Đó. Rồi mình sẽ mở thẻ tiếp, mở bịch tiếp theo này. Không có cái kéo mở hơi khó như vậy. Đây là thẻ gì đây? À này là thẻ Stonework nha các bạn. Thẻ Stonework thì mình còn 9 thẻ nữa là đủ bộ. Hay, hay, hay Stonework này. Thôi bây giờ mình mở hai thẻ đây luôn nha. Cuối video mở luôn ha. Rồi đây là bịch thứ ba các bạn. Mở luôn nha. Lại là một thẻ Stonework nha các bạn. Đây, có một thẻ thôi. Em ăn một cái lấy hơn. Này, mời bạn nha. Khá là ngon. Đây là thẻ thứ hai nha. Thẻ ba chứ. Thẻ nào cũng được mà mong là đừng trùng thôi. Chứ mình trùng trùng con Luffy của Stonework là 5 thẻ rồi đó các bạn. Mình mở bậc thứ tư luôn nha. Đây. Mở hết ra một lần rồi mở luôn nó hấp dẫn nha các bạn. Đây, đây là thẻ phim Z nha các bạn. Để luôn. Đó, thẻ phim Z nè. À, còn con gì thì các bạn hãy đón xem nha. À, 4 con rồi. Rồi, bịch cuối cùng. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có event sớm nha. Cũng sắp được rồi. Cũng sắp được rồi đó. À, khoảng 20-30 người đăng ký nữa là đủ có event rồi các bạn. À, đây là một
Thấy pin Z nha. Rồi. Đã đủ 5 thẻ. Đã đủ 5 thẻ rồi. Thì bây giờ mình sẽ bóc luôn nha các bạn. Hay, giờ mình bóc thẻ giữa trước đi, thẻ toàn quốc trước đi nha. Nó không có, không có kéo đây, hơi khó mở nha các bạn. Đợi mình xíu nha. Để mình cắn ra. Thẻ đầu tiên là thẻ gì đây? 1, 2, 3. Đây là một thẻ phim nha các bạn. S. Mà biểu tượng là cái búa, mã số là SW019G nha. Đây là thẻ phim có Luffy nè. Đó. Hình như thẻ này mình không trùng nha. Rồi. Vậy là tốt rồi. Mình còn 8 thẻ nữa là đủ bộ của Son Quốc nha. Đây. Các bạn muốn mình mở thẻ nào tiếp? Mở đại nha. Mở đại cái này luôn. Đây. Thẻ thứ hai là thẻ gì đây? 1, 2, 3. Lại là một thẻ phim nha các bạn. Đây là có fan key nè. Biểu tượng là cái búa. Mã số là Z029G nha. Thẻ này mình không trùng nha. Đó. Rồi, tiếp tục. Cái thứ ba. Ơ, mình lỡ lật lên luôn rồi. Không sao. Đây là thẻ funky luôn nha các bạn. Đây, thẻ funky luôn. Màu hồng rất là nam tính nha. Biểu tượng là cái búa. Mã số là SZ017S nha. Mình tiền truy nã 44 triệu belly nha. Đó, khá là đẹp. Rồi, không trùng thẻ nào là tốt rồi. Mở rồi. Đây các bạn. Thẻ thứ tư. 1, 2, 3. Thẻ này trùng rồi các bạn. Đây là thẻ ai, mình không biết đọc tên của này. A-in hả? A-in đó. Đây biểu tượng cái bao. Mã số là Z021S nha. Cái này là mình có rồi nha. À mà không sao, mở 4 thẻ mà 1 thẻ trùng là được rồi. Còn không biết thẻ này là như thế nào đây. Nhưng mà không sao, có trùng thì mình cũng tặng cho các bạn hết. Nên sẽ mỗi bạn chia ra một ít nên cũng không sợ bị trùng ha. Đây, đây là thẻ cuối cùng. Thẻ này sẽ là thẻ gì đây? 1, 2, 3. Ôi, lại là một thẻ trùng của Sanji nha các bạn. Tôi thường ghi bé kéo, mã số là SW005S nha. Đó. Thẻ của Sanji nha. Rồi. Rồi. Giờ đã là 5 thẻ. Đó. Thì mình mở 5 thẻ thì trùng có 2 thôi. Nên cũng không sao. Thôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like, subscribe, chia sẻ video nữa. Để mình có động lực làm video eo thường xuyên hơn nha. Thì nhớ lên được 200 người đăng ký mình sẽ làm event tặng thẻ đây. Hay. Để mình cho các bạn coi số thẻ mình có nè. Cầm khá là nhiều không hết tay luôn. Nè. Thấy Luffy không? Hay. Đó. Cái này khoảng 30-40 thẻ gì đó. Bốn mấy thẻ chứ quên. Khoảng đó. Đây. Các bạn nào không tin cứ dừng clip lại và đếm đi. Thôi thì nhớ đăng ký kênh để biết số thẻ này sẽ dành cho ai nha các bạn. Mình sẽ chia ra giải nhất, giải nhì và giải ba. Đó. Nhớ là 200 người đăng ký nha. Rồi, bye bye các bạn. Chúc bạn